Người gì đâu mà xinh như là minh tinh vậy đó. Dễ thương. Xuất sắc. Trời trời, hét giống như tôi là người ở hết trời. Chưa tới giờ làm việc nghe bà nội điện thoại. Còn 5 phút nữa mới 8 giờ. Reo hoài. Không thèm nghe. Trời ơi trời, nghe một lần này thôi đó nha. Alo, tiếng giờ này là mấy giờ không? Hả? Còn 5 phút nữa mới 8 giờ mới tới giờ làm việc biết chưa? 5 phút sau gọi lại đi. Bực bội. Để cô còn dám gọi nữa không? Đẹp quá, đi toilet. Ting 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 ting. Người bất lịch sự hả? Xá sớm chồng rồi hả? Lấy đuôi đâu mà có duyên dùng gì trơn rồi á. Mày hèn không dám bắt máy hả? Bắt máy thử đi, tao chửi cho biết nè. Cô hai. Ủa sáng sớm mày làm gì mặt mày quạo quọ vậy cô hai? Quăng điện thoại vậy, chuyện gì vậy cô hai? Cô hỏi con nè, gái đứa là có duyên dùng gọi điện thoại mà chưa có kịp nghe mình nói chuyện nó chửi xối xả vô mình nè. Tức không? Không bực mới lạ. Cô hai gọi đi đâu? Thì cô hai gọi tới nhà hàng đó. À vậy hả? Biết đâu là cô hai gọi sớm quá, người ta mới ngủ dậy cho nên là người ta cũng quạo quọ khó chịu cho nên là mới đối xử vậy thôi. Thôi đừng có giận mà. Đừng, điện thoại thì phải nghe chứ, 1-2 giờ khuya cũng phải nghe chứ. Thôi mà đừng có giận mà, sáng sớm mà giận ha là cả ngày là giận luôn đó, xui cả ngày đó. Với lại cô hai mà cứ bực mình cao có nha là mau già lắm đó. Vậy hả? Trời ơi, đội mau già lắm, người ta nói là đầu óc mà thư thái thoải mái trẻ hoài trẻ hoài, còn mình mà cao có quạo quọ bực mình nhiều quá là mau già đó. Có nhiều nếp nhăn phải không con? Nhăn dữ lắm đó. Để coi có nếp nhăn chưa vậy? Đó, không có đâu. Vậy là cô chưa. Phải vậy cô dạ. Phải vậy đúng rồi đúng đó, rồi đó, đúng rồi phải căng ra đó. Mặc dù bực bực phải căng vậy nè. Đó, cô chửi tao, tao bực mày lắm đó nha, tao bực mày lắm đó. Là phải như vậy luôn á. Con cười cũng vậy, cũng đừng có cười lớn quá. Cô hai đó cười khi cô hai cười quá đà rồi cũng nhăn đó, phải cười chứ bực vui quá. Tôi vui quá. Làm vậy dữ luôn mà nó nhăn à, vậy hả? Đó. Ờ vậy hả con? Ừ, làm sao có người khác thích cô hai được đúng không? Nhưng mà nói gì nói, cô cũng bực bội quá. Cô đừng bực nữa, mà đừng bực nữa thôi, đừng bực nữa nghe. Con không đi làm sao? Con đi làm bây giờ nè, con đi làm trễ giờ, vô chuẩn bị đây. Cô hai đừng có bực nha, nhớ có bực nha cô hai nha. Rồi. Chạy nghe. Mình phải bắt trước cá mình. Cô hai, căng cái mặt căng. À, căng. Dù bực không phải căng. Tao bực mày lắm á, mày biết không? Tao bực mày lắm á. Chịu được chứ ta. Còn nó bị mày cười, mình ưa cười lớn, nó cười nhịn nhỏ. Ừ. Ừ. Không được ém gì, không được mình cứ quen mình. Nói rỗn ràng, tôi vui quá. Không được, không được cười. Không được tươi. Giận là phải giận. Mà tiếp. Anh Hùng. Ừ, cô Hiền. Chúc anh một buổi sáng tốt lành, tươi trẻ. Nay cô làm sao vậy? Dạ. Như tôi thấy dạo này cô gần gũi lại cô hai của tôi nhiều, cho nên là cô hơi bị sến sến nhẹ nhẹ ha. À, anh này. Người ta lãng mạn mà anh cứ hô sến hoài à. Ừ, gì tên, gì? Tên tên tên. Gì đây? Cái gì đây? Ủa, là phải sinh nhật của tôi mà cô tặng bóng vậy? Trời ơi, công nhận nha, cô càng ngày càng thấy lạ đó. Dạ. Ừ, thường á thì là đàn ông á phải tặng bông cho phụ nữ, còn cái này cô chơi ngược lại là cô tặng bông ngược cho đàn ông. Cái này người ta gọi là cột đi tìm trâu đó. Trời anh Hùng ơi, anh đúng là giám đốc sản xuất nha, thâm thúy dễ sợ luôn vậy đó. Thôi cảm ơn cô. Em nói anh nghe nè, em sống ở thành phố từ nhỏ tới lớn, cái cột thì em biết, còn con trâu đó là con gì em không có biết. Cô cười cũng có duyên dễ sợ dạ, nữa. Cảm ơn anh.
Cô Hiền, càng ngày tiếp xúc với cô thấy cô càng lạ. Dạ. Điệu bộ cũng lạ, mà cười cũng thấy lạ nữa. Cười dạ. cười. Giống như cười rùi vậy ha. Cười phong long vậy đó, cười cho có cười vậy đó. À vậy à, em tưởng nó cười rùi là bắt con rùi bỏ vô họng để cười chứ. Còn nữa. Thôi, nó đùi với cô thôi. Dạ. À, cái bông này nè, tối nay sinh nhật của cô hai tôi, cô tặng cho cô hai tôi đi ha. Tôi không cần đâu, cảm ơn cô nghe. Ủa vậy hả? Ừ? À, vậy thôi để em để dành lại. Ừ. Tối anh tặng anh Hùng. Ờ quên nữa. Dạ. Cô Hiền nè, tôi nhắc cô nè, mai mốt á mà khách hàng gọi tới á, cô lập ơn nói chuyện nềm nã nhỏ nhẹ giùm nha. Mặc dù là chưa tới giờ làm việc, mình cũng phải nhỏ nhẹ khiêm tốn nữa. À, mình là công ty truyền thông, mình phải khôn khéo chuyện đó em ha. Sao không biết chuyện này ta? Hay là người gọi hồi sáng này là ổng? Anh Hùng. Hả? Bộ hồi sáng này anh gọi tới văn phòng hả? Không có. Tại vì trước khi ra khỏi nhà, anh thấy cô hai cho chửi ai đó là mất lịch sự, thô lỗ, nói chuyện trong điện thoại. Rồi dập điện thoại cô hai cho giữa chừng luôn. Chết cha. Gọi gì thì phải hiện tên lên màn hình chứ. Quên, gọi là số công ty. Cô Hiền, tôi thấy cô hôm nay mặt ngơ ngơ như bò đeo nơ vậy ta. Dạ không có gì đâu anh. Cô lạ lắm, càng ngày càng thấy lạ đó. Dạ không có gì hết anh ơi. Anh, uống cà phê không? Em pha cà phê cho uống nha. Anh uống cái gì nè? Cà phê chồn, cà phê voi, cà phê cọp, cà phê chó. Gì? Có cà phê chó nữa. Thôi cảm ơn cô. Dạ chào sếp. Thôi. Dạ sếp ơi, sếp uống cà phê gì? Sếp liên hệ với lại Minh được rồi. Dạ mời sếp lên phòng. Được rồi, cảm ơn. Dạ. Anh Hùng, uống cà phê nhớ nói em nha. Dạ chào sếp. Chị. Trời ơi, chị làm gì vậy chị? Trời ơi, làm gì điệu bộ như muốn quýnh em quên. Vậy? Tại sao vậy Hiền? Dạ? Em nghĩ làm sao vậy Hiền? Em nghĩ sao? Hai chị em mình thân nhau quá mà. Dạ, đúng rồi. Bao nhiêu năm làm việc chung rồi mà. Tại sao bây giờ em hại cho chị thất nghiệp? Em tính hại chị đúng không? Tại sao dành pha cà phê cho sếp với chị hả Hiền? Trời ơi, làm hết hồn, tưởng đâu nói cái gì. Chị ơi, xin lỗi nha. Em đi pha cà phê hả? Không dám đâu. Em chỉ pha cà phê cho riêng một mình anh Hùng thôi. Không có nói nhiều. Bắt đầu từ đây về sau, pha cho ai cũng vậy. Chị pha chứ không phải là Hiền pha nghe Hiền. Nếu mà Hiền đã nói như vậy, chị sẽ nhường cho Hiền ở trong kia kìa, trong lãnh cung á, căng tin á. Còn chỗ này là của chị được không? Được không? No. Me too. Gọi anh rước mày, bắt máy không? Bắt máy lên coi. Làm ăn cái gì mà người ta gọi tới mà không bắt máy là sao vậy? Muốn bán không cần khách hay sao vậy? Chứ giờ bây giờ sao ta? Cô Kiếm ai? Dạ, cô hai ơi, con là Hiền nè, con xin lỗi cô hai. Ủa, Hiền hả con? Ủa, có gì đâu mà xin lỗi, con có làm gì đâu. Cô hai ơi, con biết á, cô đang rất là nóng giận, cô ráng bình tĩnh nha cô. Ủa, sao con biết cô hai giận vậy? Mà cô hai nói con nghe không giận mới lạ à. Con gái của đứa gì mà nói chuyện vô duyên vô dụng quá à. Chưa kịp nghe mình nói gì cái rồi chửi mình à. Ủa, sao con Hiền nó biết mình ra đang giận cái vụ điện thoại ta. Đúng là có thần giao cách cảm mà. Để mình nhìn cái ngõ này là mình muốn giận nó làm cháu dâu mình. Chứ không lẽ đi nhận cái con. Úi giời ơi kìa. Cô hai ơi, cô đừng có nóng quá. Da mặt bị xấu dữ lắm á. Con thề với cô hai là không có phải con. Trời ơi con, cô đâu có giận gì con đâu. Cô giận mấy cái nhỏ nhà hàng kìa. Mình gọi điện thoại mình đặt đồ mà nó không chịu nghe mình nói gì, cái nó dập máy có tức không. Đồ thứ mà vô văn hóa gì đâu không à. À quên nữa, Hiền, tối nay 7 giờ nghe. Con cô mời hết tất cả mọi người trong công ty tới nhà cô. Dự sinh nhật của cô. Nhớ nghe con.
Trời, hết hồn mất vía. Vậy mà con tưởng. Ủa con tưởng gì? Dạ không có gì. À, trời ơi, đúng rồi đó, mấy cái người đó đúng là thiếu văn hóa dễ sợ luôn á cô hai. Bây giờ cô hai cho con số điện thoại đi, con gọi tới con chửi ở trong mặt họ, cào nát mặt họ luôn cho cô hai hài lòng nha. Tối nay vậy là cô mời tất cả mọi người ở trong công ty tới mừng lễ thượng thọ hả? Không, mừng sinh nhật của cô hả? Con ơi, ở đây sóng chập chờn quá à, cô không nghe rõ, cô nói lớn cô nghe coi. Cô ơi, ý con nói là sinh nhật của cô phải không? Để con nói với lại mọi người chuẩn bị quà. À, cái này nó nghe nè. Thôi, cô hai lớn rồi, quà cáp cái gì không biết nữa. Tới chơi là vui rồi. Nhớ nghe, 7 giờ tối nghe con. Cô ơi, không thôi á, bây giờ con xin về sớm, xong rồi con tới con phụ con nấu ăn nha. Thôi, con đừng có, yên tâm. Cô đặt nhà hàng hết rồi. Cho nó chắc ăn đi, nhớ nghe không? Dạ, con biết rồi. Cô hai, con chúc cô hai tuổi mới có nhiều niềm vui mới và lúc nào cũng tươi trẻ. Bye bye cô hai. Ừ rồi, 7 giờ tối nghe. Rồi. Nhỏ này nó làm tôi thương nó quá, chu đáo gì đâu. Trời ơi, hết hồn hết vía. Vậy mà mình tưởng hồi sáng lại bả gọi tới chứ. Đổ mồ hôi hết. Mệt quá. Tính ra thì cái con Hiền này nó nham hiểm thật. Nó định chơi con Mai nhà mình nữa chứ. May là mình đi ngang qua, chứ nếu không thì tính ra đi sinh nhật cái bà già đấy thì có lợi lộc gì đâu, chả vui gì. Nhưng mà vì con Mai, tương lai của con Mai, cho nên quyết định vì tương lai của con em chúng ta. Alo, Mai hả con? Ừ, tối nay 7 giờ nhá, bằng mọi giá là phải đi sinh nhật bà hai với bố nhá. Cái gì? Con không về được à? Quý mới về à? Ôi giời, cái con này, sao lúc bố cần con thì con không về? Bận rồi à? Thôi được rồi, để bố tự đi. Này, mua quà gì cho bà ấy? Này. Ôi giời ơi, chưa kịp hỏi cái gì mà tắt máy rồi. Con này bực hết cả mình à. Bà này lạ thật ấy, già rồi, ở quê mình ấy là phải tổ chức thượng thọ rồi, ra vẻ sinh nhật sinh nhẽo mệt. Giờ hỏi ai? Hỏi người trong công ty ấy thì người thì ít, ma thì nhiều. Hỏi ai bây giờ? Hỏi ai nhỉ? Hỏi ai bây giờ? À. Alo. Em 1080 à? Để tôi hỏi cái. Bây giờ tôi muốn đi sinh nhật ấy thì tôi không biết mua quà gì. Dạ, tư vấn tôi hộ cái. Dạ. Dạ bạn thường thôi. À, cũng không thường lắm. Dạ. Ôi giời ơi, tôi không biết bà ấy thích cái gì thì tôi mới hỏi cô. Bây giờ cô trả lời cho tôi nhanh đi nhá. Gọi cho cô dây nào thì tôi tốn tiền dây đấy nhá. Ừ. Cái quà gì mà ít tiền thôi nhá. Hả? Ôi trời ơi, thế thì tốn tiền lắm, để đâu cho hết.